Thưa quý vị, câu chuyện các linh kiện, phụ kiện rồi thiết bị thuộc hạ tầng giao thông bị mất cắp đã xảy ra trong rất nhiều năm qua và giờ nó tiếp tục tái diễn. Mới đây, ban điều hành gói thầu G2 cao tốc Bến Lức Long Thành vừa phát hiện hàng loạt thiết bị thuộc gói thầu này đã bị ăn trộm. Vị trí bị tháo tấm chống chói nằm gần 150m, km 25 300 đến 25 450 đoạn qua địa phận Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Ước tính thiệt hại từ việc mất cắp hàng loạt thiết bị này là khoảng 11 tỷ đồng. Cụ thể theo ban điều hành gói thầu G2, 57 tấm chống lóa, 10 cột chống chói, lưới chắn rác bị trộm. Các hộp trụ đèn được lắp trên cột đèn chiếu sáng cũng bị đập vỡ nát để rút dây điện bên trong. Ban điều hành gói thầu G2 cao tốc Bến Lức Long Thành cho biết việc mất trộm vật tư, các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc là rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khi đưa vào khai thác. Để tránh mất cắp thiết bị vật tư trên công trường, nhà thầu đã thuê bảo vệ trực 24 trên 24 tại vị trí lên xuống, ra vào gói thầu để ngăn chặn người dân địa phương tự ý lên cầu tuy nhiên tình trạng mất trộm thiết bị vẫn xảy ra hiện công trình chưa được bàn giao nên gây thiệt hại nặng cho nhà thầu liên danh nhà thầu đã trình báo cơ quan chức năng địa phương để làm rõ sự việc này